Máy lọc không khí Xiaomi 4 Lite thanh lọc không khí trong lành tươi mát, xóa tan mọi nguy cơ tiềm ẩn trong không gian sống của bạn. Từ bụi mịn PM2.5, mùi sân tường hay lông thú cưng gây dị ứng đều có thể lọc sạch hiệu quả. Nhờ được tích hợp bộ lọc 3 lớp hiệu suất cao, lọc sạch và giữ lại tới 99,97% các hạt kích thước nhỏ cỡ chỉ 0,3 micromet, đồng thời cung cấp tới 6.330 lít không khí sạch mỗi phút, phù hợp với diện tích phòng từ 26 tới 45m2. Trang bị cảm biến laser độ chính xác cao, theo dõi và phản ánh tức thì tình trạng ô nhiễm không khí trong gia đình bạn thông qua màn hình LED trực quan, hiển thị nhiều thông tin về chỉ số bụi mịn, nhiệt độ, độ ẩm, chế độ hoạt động cũng như giải màu báo nhanh tình trạng không khí. Đỏ là ô nhiễm nặng, cam là ô nhiễm nhẹ và xanh lá là không khí trong lành. Đặc biệt, thiết kế cải tiến mới giúp bạn thay thế bộ lọc nhanh chóng và dễ dàng, chỉ trong vài giây là xong. Máy có khả năng kết nối app Mi Home, dễ dàng điều khiển từ xa, lên lịch hẹn giờ chính xác, kiểm soát tốc độ lọc và chất lượng không khí, khóa trẻ em, thậm chí xem được cả tuổi thọ bộ lọc. Khi nào cần thay, ứng dụng sẽ thông báo tới bạn, cực kỳ thông minh.